Chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Lời kinh trong lòng bàn tay 221. Có người hỏi Đức Phật: Thưa người, ai là người bạn tốt nhất cho những ngày sau? Người bạn tốt nhất cho những ngày sau chính là những việc thiện mà chúng ta đã làm. Trong thành công hôm nay vẫn còn đó một bước chân ngày xưa đã không bỏ cuộc, dù ngày đó phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Bước chân đó thực sự là một người bạn tốt. Trong bình yên hôm nay vẫn còn đó một suy nghĩ tích cực của ngày xưa. Nhìn những được mất nhẹ tênh, bước qua những tang thương thật nhẹ, để đôi chân không bị lún sâu vào đó rồi không rút ra nổi như những người khác. Suy nghĩ tích cực đó thực sự là một người bạn tốt. Bình yên của con người phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào tâm từ bi của chính họ. Để không làm những điều bất thiện rồi vô tình hại cả cuộc đời mình, tâm từ bi đó thực sự là một người bạn tốt cho ngày mai. Trong một ngày, con người từ bỏ sự lương thiện trong lòng, như tự bẻ đi đôi cánh của mình, rồi chọn một điểm tựa nào đó bên ngoài để nương vào. Hôm ấy, chúng ta đã vô tình chọn cho ngày mai của mình những bất an, nhưng đến mãi sau này mới biết. Thái độ sống có thể là người bạn tốt, nhưng cũng có thể trở thành kẻ thù của mình cho ngày mai. Lời kinh trong lòng bàn tay 222. Có một người phụ nữ nghèo, không còn nơi để về. Trong một ngày mưa gió, ấm đứa con mới sinh vượt qua sông Hằng. Nước sông dâng cao, chảy mạnh, cuốn trôi cả hai mẹ con. Nếu người mẹ buông đứa con nhỏ thì có thể chống chọi được với dòng nước dữ và tự cứu được mình. Nhưng vì thương con không bỏ được nên cả hai mẹ con đều chết. Vì tình thương con quá lớn nên sau khi chết, người mẹ được sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Người mẹ vì thương con, vì bảo vệ cho con nên chết. Người mẹ đó hoàn toàn không nghĩ đến việc được sinh lên cõi trời. Điều kỳ diệu sẽ xuất hiện khi chúng ta cho đi nhưng không chờ đợi để nhận lại. Có lẽ ai cũng từng dốc hết lòng để làm một việc gì đó nhưng hoàn toàn không muốn nhận lại, mà chỉ muốn cho ai đó được hạnh phúc. Vấn đề ở đây, tình thương vô điều kiện ấy đôi khi quá nhỏ, chỉ đủ để vẽ một vòng tròn cũng nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người đứng trong đó rồi thôi, chỉ thương yêu một người vô điều kiện rồi hết. Với một người mà mình yêu thương vô điều kiện, họ có làm gì cho chúng ta cũng không oán hận, không muốn nhận lại sự trả ơn từ họ, nên đương nhiên
cũng không muốn ném trả lại phía họ những oán thù. Ân bằng không nên oán cũng bằng không. Giá mà tình thương vô điều kiện ấy lớn hơn, để vẽ được một vòng tròn lớn hơn, đủ chỗ cho nhiều người đứng trong đó. Bình yên sẽ đến khi tâm từ bi lớn hơn những toan tính oán thù. Ta muốn kể cho người nghe một câu chuyện khác không liên quan. Năm nay mưa về trễ, đã giữa tháng năm, chiều qua mưa mới về tới được bên kia núi. Đồng cỏ đã khô từ rất lâu, chỉ còn loài cúc môi sống tốt. Trên đồng cỏ lúc này chỉ còn hoa của loài cúc môi, hoa nhỏ như đầu ngón tay, cuống hoa dài, đài hoa to, năm cánh nhỏ vàng nhạt. Cúc môi là loài hoa mạnh mẽ lớn nhất ở đây, vẫn bình thản mỉm cười để dọc triền núi tháng năm không có những tàn phai. Nghe mưa đã về đến bên kia núi, lũ chim sẻ dưới hiên ríu rít rủ nhau ra đồng hái từng nhánh hoa cúc môi về đan chiếc tổ dày thêm, để những ngày mưa gió nhiều không bị lạnh. Trong lúc cố mang nhánh cúc môi vào tổ, lũ sẻ vô tình làm rơi xuống hiên nhà. Chúng chẳng thèm bay xuống nhặt lại, mà ra đồng hái một nhánh cúc môi khác mang về, để dưới hiên nhà mỗi tháng năm lại có những nhánh cúc môi bé nhỏ xinh xinh. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.